Các em thân mến, trong bài kỳ trước thầy đã hướng dẫn cho các em một số những tính chất cơ bản về phép tính nguyên hàm. Sau khi giới thiệu một số những tính chất và bảng công thức liên quan đến những hàm số thường gặp về nguyên hàm, thì có giới thiệu cho các em công thức đổi biến số để tính nguyên hàm. Thế thì cùng với cái phương pháp đổi biến số, chúng ta sẽ có một cái phương pháp thứ hai để lấy nguyên hàm, đó là phương pháp tích phân từng phần. Nếu như công thức đổi biến số là xuất phát từ công thức đạo hàm của hàm số hợp, thì công thức tích phân từng phần nó bắt nguồn từ công thức đạo hàm của một tích số. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu vào công thức của tích phân từng phần và sau đó là phân tích phương pháp áp dụng công thức này. Trước tiên thì thầy sẽ giới thiệu cái công thức về tích phân từng phần. Cho U và V là hai cái hàm số có đạo hàm liên tục. Cái tính chất liên tục ở đây là để đảm bảo có nguyên hàm. Thì từ cái công thức đạo hàm của tích số, nhắc lại là gì? Đạo hàm của U nhân V bằng U phết V cộng U V phết. Như vậy lấy nguyên hàm của U phết V cộng U V phết thì nó ra là U nhân V. Vì vậy mà chúng ta có nguyên hàm của U phẩy V bằng U nhân V trừ nguyên hàm của U V phẩy. Tức là thay vì là nguyên hàm U phết V cộng U V phết thì chúng ta chuyển vế bớt cái U V phết qua vế bên phải. Với cái công thức vi phân DU là U phẩy DX và DV là V phẩy DX thì cái công thức nói trên được viết gọn lại là nguyên hàm của UDV bằng U nhân V trừ cho nguyên hàm của VDU. Thì hai cái công thức này chỉ là một nội dung, chỉ có cái hình thức là trình bày nó có vẻ khác nhau. Cái công thức ở bên dưới thì trông nó gọn hơn thế thôi. Thế cái ý tưởng đấy, cái mục tiêu của cái công thức này đưa ra là để làm gì? Là để chúng ta biến một cái nguyên hàm phức tạp, khó khăn về một cái nguyên hàm đơn giản, dễ dàng hơn. Ví dụ như là cụ thể là cái nguyên hàm ở bên tay trái nè, U nhân DV là nó khó. Chúng ta chuyển sang cái nguyên hàm của VDU ở bên phải là nó dễ dàng. Còn nếu như chúng ta vận dụng mà chúng ta biến cái bài toán khó vừa vừa thôi thành cái bài toán qua bên phải mà khó hơn, tức là chúng ta đi sai đường rồi. Như vậy lúc đó phải dừng lại, đừng có đi tiếp nữa. Mà thực ra đi tiếp nữa thì cũng đi không được. Và như vậy thì vấn đề là hai cái thắc mắc được đặt ra. Làm thế nào khi đọc một cái đề bài lên thì biết là cái bài đó có phải là cái bài để dùng tích phân từng phần hay không? Và nếu xác định được rằng là cái bài đó giải bằng từng phần rồi thì cái phương cách đặt U và DV ra làm sao cho nó hợp lý? Tức là hai cái câu hỏi. Muốn trả lời hai câu hỏi đó thì chúng ta lại tiếp cái phần phân tích phương pháp giải tích phân từng phần. Về cái phương pháp giải thì chúng ta có phân chia ra như sau. Cái dạng thứ nhất là những cái bài toán nguyên hàm có dạng là một cái đa thức bx nhân hàm sin x, rồi bx nhân cos x, rồi bx nhân a mũ x, tức là một cái hàm đa thức nhân sin cos hoặc là hàm đa thức. Thì chúng ta sẽ dùng tích phân từng phần với u là cái đa thức bx. Và tất nhiên DV là cái phần còn lại trong cái tích phân, trong cái nguyên hàm. Cái dạng cơ bản thứ hai là cái bài toán mang dáng điệu là nguyên hàm của đa thức bx nhân hàm logarit. Thì với cái thể loại thứ hai này đó, chúng ta lại dùng tích phân từng phần với u là cái hàm logarit. Như vậy cảm thấy hai cái cách đặt u của cái dạng 1 và dạng 2 là nó trái ngược nhau. Không thể lấy kinh nghiệm của dạng này để áp dụng cho dạng kia được. Và dạng thứ ba là chúng ta xét cái nguyên hàm có dạng là e mũ kx nhân sin ax với e mũ kx nhân cos ax, tức là một cái hàm mũ rồi nhân với hàm sin cos. Với cái dạng thứ ba này thì chúng ta sử dụng tích phân từng phần hai lần và để đảm bảo sự an toàn thì cả hai lần đó chúng ta nên dùng với cùng một cái cách đặt, đó là hàm u là cái hàm mũ, còn DV là phần còn lại. Như vậy
Dựa trên ba cái dạng chính ở trên, chúng ta có thể nhận định được là bài toán nào là thuộc loại tích phân từng phần. Tất nhiên ở đây là đưa ra ba cái chuẩn cơ bản để chúng ta nhìn và dễ lựa chọn. Còn bên cạnh những cái bài chuẩn đó thì sẽ có những cái bài toán nó tương tự như vậy, nó gần giống như vậy, mà gần thì có thể gần về hình thức hoặc là gần về nội dung, như vậy gần trực tiếp hoặc là gián tiếp. Nếu chúng ta đánh giá thuộc dạng nào thì chúng ta dùng cái phương cách của dạng đó để giải một cách tương tự. Thì thế nào là gần với một cái dạng thì đi vào phần thực hành chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn. Sau khi đã đưa ra công thức tích phân từng phần và cái phương pháp, tức là cái định hướng để chúng ta sử dụng cái phương pháp, thì bây giờ là đến phần thực hành. Các biết là học toán thì sau khi nắm vững công thức, phương pháp, nguyên lý vân vân thì phải thực hành. Chính cái lúc thực hành đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ lại được cái phần lý thuyết, được rõ được cái phần phương thức mà chúng ta đã đề ra. Nào, bài toán đầu tiên số 1. Hãy tính nguyên hàm của x nhân cos x. Như vậy đây là cái bài toán một hàm đa thức nhân với hàm cos. Vì vậy nó được xếp vào dạng số 1. Mà với dạng số 1 thì chúng ta đã đề nghị cách dùng tích phân từng phần như sau. Đặt u là cái hàm đa thức. Như vậy cụ thể trong bài toán này chúng ta đặt u là x. U là x thì suy ra du là dx. Và như vậy dv sẽ là cos x dx. Mà dv là cos x dx thì chúng ta chọn một trong những nguyên hàm của cos x, ta chọn v là sin x. Nhớ rằng cái hình thức trình bày ở đây thì trình bày rất kỹ. Cái dòng trên này là u bằng x suy ra du bằng dx. Nhưng dòng dưới này thì không có viết suy ra. Tại sao vậy? Chúng ta biết rằng một hàm số có vô vàn các nguyên hàm. Mà ở đây chúng ta chỉ lựa chọn một trong những nguyên hàm đó. Và Câm sẽ để ý rằng không phải lúc nào nguyên hàm chọn ở đây ứng với hằng số C bằng 0 cũng là tốt nhất đâu, mà tùy theo từng hoàn cảnh. Bây giờ ta áp dụng công thức tích phân từng phần. Với cách đặt U và DV nói trên, chúng ta đã làm cho cái nguyên hàm này có dạng là nguyên hàm của UDV. Vì vậy áp dụng công thức từng phần thì ta có Y bằng U nhân V là X nhân sin X, trừ cho nguyên hàm của VDU, tức là sin X DX. Nguyên hàm của trừ sin X là cos X, và cuối cùng là sai kém hằng số C. Vì vậy, tới đây chúng ta đã tính xong nguyên hàm nói trên với kết quả Y bằng X sin X cộng cos X rồi cộng C. Đấy. Như vậy vừa rồi đã nêu cho các em một cái bài toán về tích phân từng phần ở cái dạng đầu tiên, tức là một cái hàm đa thức nhân với hàm cos. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bài số 2. Ở cái bài số 2 này thì chúng ta lại xét nguyên hàm sau đây. Y bằng nguyên hàm của x bình phương nhân sin x. Một hàm đa thức nhân với hàm sin, như vậy nó cũng đang ở là dạng số 1. Và do đó, áp dụng phương pháp chúng ta phân tích ở trên, chúng ta dùng tích phân từng phần với cách đặt như sau. U là hàm đa thức, nghĩa là ta đặt U là x bình phương. DU là 2x dx. DV bằng sin x dx. Lấy một nguyên hàm của sin x, ta chọn V là trừ cos x. Và giờ đây, áp dụng công thức tích phân từng phần ta có y bằng u nhân v, tức là trừ x bình phương nhân cos x, trừ cho tích phân VDU, trừ cho tức là trừ với trừ cho nên là cộng 2x cos x thì hằng số 2 chúng ta đem ra ngoài. Tới đây nó dẫn về cái bài toán là lấy nguyên hàm của x nhân cos x, tức là cũng làm cái bài toán thuộc dạng số 1. Như vậy, nếu như đây là một cái đề thi thì tới đây Câm phải làm lần thứ hai về tích phân từng phần. Còn hiện nay thì cái bài nguyên hàm x cos x này đó thì đó là cái ví dụ số 1 mà ở trên chúng ta đã làm rồi. Đúng không? Hồi nãy chúng ta đã làm cái bài này rồi, cho nên bây giờ chúng ta tận dụng ghi kết quả thôi cho nó nhanh.
Nghĩa là chúng ta sẽ thu được nguyên hàm cần tìm là trừ x bình phương cos x cộng 2 lần. Còn nguyên hàm x cos x đó là do kết quả của ví dụ 1 ta chép lại x nhân sin x cộng cos x và cuối cùng sai kém hằng số c. Như thế nói như vậy chúng ta thấy điều gì? Cái bậc của đa thức này là nó nói lên là cái số lần mà chúng ta áp dụng tích phân từng phần, đúng không? Cái bài thứ nhất ấy, là cái đa thức chỗ này là bậc nhất, cho nên chúng ta làm một lần là xong. Còn cái bài này đấy là cái đa thức bậc 2, cho nên là chúng ta áp dụng những đến 2 lần. Tất nhiên khi nói tới đó thì có em nói bây giờ nếu như họ ra cái đa thức đó là bậc 2009, không lẽ chúng ta làm đến 2009 lần à? Về nguyên tắc là như vậy, nhưng lúc bây giờ chúng ta không làm như thế mà chúng ta sẽ chuyển sang cái phương pháp gọi là phương pháp quy nạp. Đó là cái phương pháp mà lớp 11 Câm đã tiếp cận ở đầu học kỳ 2. Chuyện ấy sau này sẽ có dịp bàn đến sau. Và như vậy chúng ta đã phân tích xong bài toán áp dụng số 2. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài toán số 3. Trong cái bài toán số 3 này thì chúng ta xét nguyên hàm của x nhân với 2 mũ x. À, dạng gì đây? Một cái hàm đa thức nhân với hàm số mũ. Như vậy nó vẫn được xếp vào dạng số 1 của tích phân từng phần trong cái phần phân tích của chúng ta. Nên chúng ta sẽ áp dụng tích phân từng phần với u là gì? Là đa thức, nghĩa là đặt u bằng x và đặt dv là 2x, 2 mũ x dx. Đặt u là x thì du là dx, lấy nguyên hàm của 2 mũ x. À, nguyên hàm 2 mũ x là 2 mũ x chia log db của hàng. Nhớ nha, mấy cái này thì lần lượt Câm phải học thuộc. Mà chỉ có cái cách tích cực là làm nhiều bài tập thì những cái điều đó chúng ta nhớ một cách chắc chắn. Bây giờ áp dụng công thức tích phân từng phần. U nhân V là x nhân 2 mũ x chia log nê bè của hàng. Trừ nguyên hàm của VDU. VDU bây giờ chỉ là 2 log x chia 2 mũ x chia log nê bè 2 rồi dx. Thì cái chia log 2 đó là hằng số ta đem ra ngoài. Rồi nguyên hàm của 2 mũ x ở đây lại là 2 mũ x chia log nê bè của 2. Nên kết luận cuối cùng của chúng ta là như sau. Nguyên hàm y bằng x nhân 2 mũ x chia cho log nê bè 2 trừ. Chỗ này lấy nguyên hàm là 2 mũ x chia log nê bè 2, do đó nó ra là 2 mũ x chia log nê bè của 2 bình phương và cộng hằng số c sai kép. Như vậy chúng ta đã phân tích xong bài toán số 3. Như vậy vừa rồi qua ba bài toán chúng ta giới thiệu đều nằm trong cái nhóm thứ nhất, nghĩa là đa thức nhân hàm mũ hoặc là nhân hàm sin nhân hàm cos. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài toán áp dụng thứ tư. Trong bài toán này chúng ta xét nguyên hàm sau đây, nguyên hàm của x nhân tan x bình phương. Bây giờ chúng ta phân tích xem là Câm sẽ xếp nó vào cái nhóm nào. X là đa thức, tan x bình phương thì nó không phải là sin, không phải là cos, nhưng rõ ràng tan x bình phương thì nó là biến đổi gần gũi với sin hoặc là cos x. Cho nên chúng ta xem như đây là nó vẫn nằm trong dạng số 1, tức là nó gần gũi với dạng số 1. Vì vậy ta áp dụng cách giải của dạng số 1. Nghĩa là chúng ta dùng tích phân từng phần với u là đa thức. Vậy bài toán này chúng ta đặt u là x. Suy ra du là dx. dv là tan x bình phương. À, lấy nguyên hàm của tan x bình phương, điều này trong bài trước là chúng ta đã học rồi. Làm gì? Thêm 1 vào, trừ 1 đi. Tan x bình phương mà thêm 1 vào lấy nguyên hàm là tan x. Còn trừ 1 lấy nguyên hàm là trừ x. Này. À, thì cái việc đó là cái việc mà kỳ trước đã làm rồi. Thì em nào mà chưa có thuộc thì phải tập luyện trở lại. Bây giờ áp dụng công thức tích phân từng phần sẽ có u nhân v, tức là x nhân tan x trừ x, trừ cho nguyên hàm của VDU, tức là
tan x trừ x dx. X nhân tan x trừ x chúng ta viết lại. Tan x thì viết là xin chia cos và chúng ta đem cái dấu trừ ở ngoài vào trong luôn. Đem vào như vậy là có dụng ý đấy. Còn dấu trừ này đem vào đây là cộng x lấy nguyên hàm của x là gì? X bình phương chia 2. Các biết là thì viết như vậy là dụng ý gì? Trừ sin. Nó có gì liên quan với cos? Nó là đạo hàm của cos. Như vậy trên tử đó là đạo hàm dưới mẫu. Vậy thì nó là đạo hàm của ai? Nó là đạo hàm của log dưới mẫu số. U phẩy chia U là đạo hàm của log neba U. Như vậy nghĩ tới đó là chúng ta đã có nguyên hàm rồi. Như vậy nguyên hàm cần tìm là như sau. Chỗ này là x nhân tan x. Chỗ này nhân vào là trừ x bình phương, nhưng mà là cộng x bình phương chia 2, cho nên còn lại là trừ x bình phương chia 2. Còn trừ sin x chia cos x, nó là đạo hàm của logarit neba trị tuyệt đối cos x. Và cuối cùng chúng ta cộng cho nó là hằng số c. Thực ra những cái việc lấy nguyên hàm của tan và cotan thì trong bài giảng kỳ trước thì đã trình bày phương pháp tính rồi. Ở đây là chúng ta lặp lại và cứ thế cầm làm nhiều lần thì mọi chuyện là trở nên ổn định và dễ dàng. Nào, chúng ta lại tìm hiểu sang một bài toán kế tiếp. Bây giờ chúng ta xét nguyên hàm sau đây. Nguyên hàm của x nhân log neba x. Bài toán bây giờ là hàm đa thức nhân với hàm logarit. Như vậy là chúng ta đã chuyển nó sang dạng số 2 rồi, đúng chưa? Mà với bài toán dạng này đó thì chúng ta phải dùng tích phân từng phần đổi cái vai trò UV lại nha. Nghĩa là đặt U là gì? Bây giờ có đặt U là đa thức được không? Không. Mà chúng ta phải đặt U là cái hàm logarit. Bây giờ phải đặt U là log neba x. Thì DU là 1 chia x dx. Lúc đó DV là x dx nên chọn nguyên hàm của x là x bình phương chia hàm. Bây giờ áp dụng công thức tích phân từng phần. U nhân V là x bình phương chia 2 nhân log neba x. Trừ cho nguyên hàm của VDU, VDU nhân nhau. Vậy nó ra là gì? X chia 2 dx. Thì cái chia 2 đó đem ra ngoài 1 phần 2. Nguyên hàm của x là x bình phương chia 2 rồi chia 2 ở đây, cho nên ta viết là x bình phương chia 4. Như vậy chúng ta đã hoàn tất bài toán với kết luận y bằng x bình phương chia 2 nhân log neba của x trừ cho x bình phương chia 4 rồi cộng với hằng số c. Cảm thấy rất dễ dàng đúng không? Nếu chúng ta đã nắm quy luật thì viết nó rất là nhẹ nhàng và nó rất là tự nhiên. Chúng ta chuyển sang bài toán số 6. Bây giờ chúng ta lại xét nguyên hàm của 2x nhân log neba của x cộng 1. Thì nó là cái bài đa thức nhân với hàm logarit. Nhưng mà thay vì logarit của x thì bây giờ có một chút biến thể là x cộng 1. Như vậy chúng ta vẫn xếp nó vào nhóm số 2. Và vì vậy ta sử dụng công thức từng phần với cách đặt của dạng số 2. Nghĩa là đặt U là cái hàm logarit. Cụ thể trong bài toán này ta đặt U là logarit của x cộng 1. Thì DU là 1 chia cho x cộng 1 dx. Còn DV là 2x dx thì chúng ta chọn nguyên hàm. Nào cầm để ý này. Từ nãy đến giờ đó, qua năm cái bài vừa rồi thì chúng ta chọn hằng, chọn nguyên hàm đó là ứng với cái c bằng 0. Nhưng như thế không có nghĩa là đó là cách chọn áp dụng mãi mãi tốt. Mà bây giờ hãy xem. Bây giờ ta chọn nguyên hàm của 2x là x bình phương cái gì? Thông thường là ứng với c bằng 0. Nhưng ở đây ta lại chọn là v bằng x bình phương trừ 1. Tại sao? Cầm có biết tại sao thầy lại chọn như vậy không? Bây giờ ta chọn cái hằng số đi kèm này là trừ 1 chứ không phải là chọn c bằng 0. Vì chúng ta đã nhắm vào cái DU rồi nè. Chút nữa là V nhân DU.
Nếu tôi chọn V là x bình phương trừ 1 thì đem chia cho x cộng 1, có phải nó rất đẹp là nó biến thành x trừ 1 không? Tức là ta nhắm vào cái việc nhân với du cho nó được thuận lợi. Vì lẽ đó mà ngay từ đầu thầy đã nói rằng trong cái công thức tích phân từng phần này đó, thì cái việc chọn V đó là một sự lựa chọn khôn ngoan hợp lý trong vô vàn các cái nguyên hàm. Nào, bây giờ áp dụng công thức từng phần cho ta u nhân v, tức là x bình phương trừ 1 nhân log d3 của x cộng 1 trừ nguyên hàm vdu, đây đem nhân nhau là gì? X bình phương trừ 1 chia x cộng 1. Thì cái phân thức này rút gọn lại là x trừ 1. Thì cảm thấy với cái cách làm như thế này chúng ta rất thuận lợi đúng không? Gặp thuận lợi dễ dàng thôi, không còn phân thức gì nữa hết. Do đó chúng ta có kết luận nguyên hàm cần tìm là x bình phương trừ 1 nhân log d3 của x cộng 1 trừ cho nguyên hàm của x là x bình phương chia 2, còn chỗ này là trừ cho trừ 1 là cộng 1, 1 lấy nguyên hàm là x và sau đó cộng cho hằng số c là kết thúc. Như vậy là bài toán số 5 đúng dạng số 2, bài toán số 6 gần gũi với dạng số 2. Nào, chúng ta chuyển sang bài toán số 7. Ở bài toán này chúng ta xét nguyên hàm của log d3x rồi bình phương lên. Thì cái bài toán này lấy nguyên hàm của hàm số có chất liệu là logarit. Vì vậy, chúng ta lập tức là xếp nó vào dạng số 2. Vì vậy, ta áp dụng nguyên tắc sau đây. Đặt u là log d3x bình phương thì dv chỉ còn lại là dx. Lấy đạo hàm của log x bình phương là ra, đây là áp dụng công thức đạo hàm của lũy thừa 2 nhé. Như vậy lấy đạo hàm là nó ra là 2 lần nhân log d3x, nhưng nhớ rằng còn phải nhân cho cái đạo hàm của log d3x nữa, đó là 1 chia x. Nè. Lưu ý nha, có nhiều em học công thức đạo hàm không có kỹ, bắt đầu lấy đạo hàm của log x bình phương chỉ viết là 2 log x thôi thì đó là sai lầm rồi. Ở đây dv là dx thì chúng ta chọn nguyên hàm v là x là tốt. Vì sao là tốt? Bởi vì chút nữa vdu thì x này nhân với 1 chia x nó đơn giản, vậy là đẹp. Áp dụng công thức từng phần ta có u nhân v là x nhân log d3x bình phương trừ cho nguyên hàm vdu x này nhân với 1 chia x mất, nó chỉ còn lại 2 log d3x hằng số 2 ra ngoài. Như vậy cảm thấy là điều gì? Sau khi chúng ta sử dụng tích phân từng phần lần thứ nhất thì chúng ta đã giảm từ cái bậc 2 ở đây xuống cái bậc nhất. Và bây giờ bài toán này là đúng dạng số 2 của tích phân từng phần. Nên chúng ta lại áp dụng một lần nữa. Nếu áp dụng một lần nữa cho cái này thì chúng ta sẽ đặt u là log x và đặt dv là dx. Như vậy áp dụng công thức tích phân từng phần thì u là log x còn v là x, như vậy áp dụng từng phần nó ra là u nhân v là x nhân log x trừ nguyên hàm của vdu. Vdu tức là x nhân 1 trên x, tức là chỉ còn 1 thôi, thì lấy nguyên hàm là trừ x. Chỗ này chúng ta viết nhanh vì cái nguyên hàm này rất là dễ dàng. Vậy kết luận nguyên hàm y cần tìm là x nhân log x tất cả bình phương trừ 2 lần x nhân log d3x rồi trừ x và cộng hằng số c. Như vậy cảm thấy là cái bậc ở đây nó nói lên cái số lần mà chúng ta phải dùng cái biện pháp tích phân từng phần. Như vậy bài toán này khi chúng ta ra cái bậc mà nó quá cao thì chúng ta sẽ chuyển nó thành cái bài toán về lọc cái hệ thức quy nạp để tính toán. Tất nhiên ví dụ như khi người ta thiết lập được một công thức quy nạp thì cái phần tính toán lúc đó thì căm chỉ cần là sử dụng ví dụ như phương tiện máy tính chẳng hạn. Chúng ta chuyển sang bài toán áp dụng tiếp theo.
Chúng ta đang khai thác, đã khai thác những bài toán ở dạng số 1 và dạng số 2. Còn bây giờ là nguyên hàm của E mũ X nhân sin X thì cảm thấy đây là bài toán được xếp vào dạng số 3. Hàm mũ nhân với hàm sin X. Mà nhớ lại xem, nếu xếp vào dạng số 3 trong cái bài phân tích ở trên thì phương pháp giải là dùng tích phân từng phần đến 2 lần. Và cả hai lần cách đặt của chúng ta là đặt U là cái hàm số 1. Nào, chúng ta thực hiện. Chúng ta đặt U là E mũ X thì DU là E mũ X DX. Và do đó DV bằng sin X DX. Hãy chọn một nguyên hàm của sin X, ta chọn V bằng trừ cos X. Áp dụng công thức tích phân từng phần thì Y bằng U nhân V là trừ E mũ X cos X. Rồi trừ cho nguyên hàm VDU thì là nguyên hàm của E mũ X cos X DX. Như vậy điều gì xảy ra? Chúng ta đã biết trước là chúng ta phải làm đến hai lần cơ mà. Cho nên muốn tính Y thì nó dẫn đến cái tích phân này. Đến cái nguyên hàm này. Nguyên hàm E mũ X cos X. Như vậy lại làm lần thứ hai. Chúng ta đặt cái nguyên hàm E mũ X cos X DX này là G. Và chúng ta sẽ đi tính G rồi thế vào cái hệ thức này. Bây giờ chúng ta xét G là nguyên hàm của E mũ X cos X và vận dụng lại công thức tích phân từng phần như đã làm ở trên. Đặt U là E mũ X, nhớ là hai lần với cách đặt U là giống nhau nha, đừng có thay đổi cách đặt. Thì DU vẫn là EX DX. DV bây giờ là cos X DX thì chọn nguyên hàm cos X, ta chọn là sin. Áp dụng công thức từng phần ta thu được U nhân V bây giờ là gì? E mũ X nhân sin X. Trừ nguyên hàm của VDU là E mũ X sin X. Nghĩa là chúng ta gặp lại cái nguyên hàm Y trong đề bài. Vì vậy G bằng E mũ X sin X trừ cho Y. Vậy chúng ta đem mang cái kết quả này thế vào cái hệ thức số 1 thì chúng ta sẽ có Y bằng trừ E mũ X cos X rồi cộng cho G tức là cộng E mũ X sin X rồi trừ Y. Cảm thấy điều gì? Đây là một cái phương trình giúp chúng ta tính được cái nguyên hàm Y bằng cách là chuyển cái trừ Y qua bên đấy thì chúng ta thu được là hai lần Y rồi đem chia cho hai. Như vậy chúng ta có kết quả là Y bằng chia cho 2 của E mũ X mở ngoặc sin X trừ cos X rồi cộng cho hằng số C. Qua cái bài toán này ấy, thì Cam thấy điều gì? Hai cái tích phân Y và G là nó gắn bó chặt với nhau. Cho nên là chúng ta giải được Y cũng đồng thời là giải được G. Cho nên là cùng một lúc chúng ta giải hai tích phân liền kề với nhau. Và cái phương pháp này cho thấy là một cái biện pháp tính gián tiếp về tích phân là tích phân này lệ thuộc vào tích phân kia, rồi tích phân kia lệ thuộc vào tích phân này, nó tạo ra hai cái phương trình với hai ẩn số và từ đó chúng ta tìm kiếm được cái giá trị của tích phân. Thì đây là một cái kỹ thuật gián tiếp rất là hay mà những cái đề thi hay người ta thường hay khai thác. Bây giờ chúng ta chuyển sang một bài toán kế tiếp, bài toán số 9. Ở bài toán này chúng ta xét nguyên hàm của hàm số sau đây. Logarit DB của x cộng căn bậc 2 của x bình phương cộng 1. Cái bài toán này thì nó chỉ còn cái bóng dáng của cái hàm logarit. Nhưng bên trong này thì nó không phải là ít nữa mà nó là một cái biểu thức khá phức tạp. Nhưng dù sao với cái sự xuất hiện của cái hàm logarit ở đây thì chúng ta sẽ xếp cái bài toán này vào dạng số 2 của tích phân từng phần. À, cái sự sắp đặt như vậy là hợp lý. Và khi xếp đặt như vậy chúng ta có biện pháp giải như sau. Đặt U là cái hàm logarit này và như vậy thì DV là DX. Đấy, đặt U là logarit DB của x cộng căn bậc 2 của x bình phương cộng 1. À, chỗ này thì kiểm tra lại kiến thức về lấy đạo hàm.
Cái hàm số này có dạng là logarit DB của một cái hàm U. Như vậy công thức đạo hàm của nó là gì? U phẩy chia U. U phẩy chia U thì cái dưới mẫu số là x cộng căn của x bình phương cộng 1. Còn U phẩy đó lấy đạo hàm của x là 1. Còn đạo hàm của cái căn này là x chia cho căn. Sau khi quy động và rút gọn thì nó ra là đạo hàm nó là 1 chia căn bậc 2 của x bình phương cộng 1. Cái chỗ này là chỗ Câm phải tự tập luyện lại nhé. Vì chắc là cũng sẽ có không ít em gặp khó khăn. Còn DV là DX thì ta chọn nguyên hàm V là X. Những cái việc mà tính đạo hàm này thì là cái chuyện của quá khứ. Nhưng mà chắc chắn rằng không phải là em nào cũng thấy dễ dàng. Cho nên đây là một cơ hội tốt để những em nào thấy vẫn còn khó thì tập luyện trở lại. Bây giờ áp dụng công thức tích phân từng phần thì nó sẽ ra là U nhân V là X nhân cái hàm log này. Rồi trừ cho tích phân VDU tức là V chia X chia cho căn bậc 2 X bình phương cộng 1. Thì đó là một cái biểu thức rất thuận lợi cho việc lấy nguyên hàm. U nhân V trừ nguyên hàm VDU. Tới đây X chia căn X bình phương cộng 1 cắm nghĩ gì? Khi đã làm toán về nguyên hàm thì cái trong cái đầu mình phải thường trực về phép toán đạo hàm. Vậy nghĩ gì về cái x chia căn bậc 2 của x bình phương cộng 1? Nó là đạo hàm của ai? Đó chính là đạo hàm của căn x bình phương cộng 1. Mà hãy nghĩ được như vậy, tức là chúng ta đã lấy được nguyên hàm. Chỗ này viết là nhân hai trinh tử, chia hai dưới mẫu là để cho Câm thấy rõ là gì. Nếu xem x bình phương cộng 1 là u thì u phẩy của nó là 2x. Như vậy cái này nó có giác niệm là u phẩy chia hai căn u thì nó là đạo hàm của căn u. Nói một cách khác, viết như thế thì chúng ta đã rút được nguyên hàm rồi. Vậy kết quả là y bằng x nhân logarit neba của x cộng căn x bình phương cộng 1. Còn cái chỗ này là lấy nguyên hàm là trừ căn bậc 2 của x bình phương cộng 1 rồi cộng c. Thì việc lấy nguyên hàm của hàm số bên cạnh là phải nắm vận dụng tốt phương pháp đổi biến số, phương pháp tích phân từng phần, bảng công thức những hàm thường gặp thì cần phải nắm vững phép tính đạo hàm. Những cái đó nó liên kết với nhau. Khi mà làm bài tập thì cái chỗ nào mà là cái chỗ yếu của mỗi một cái thí sinh thì Câm tự phát hiện và điều chỉnh bổ sung. Và chỉ có cách đó thôi, không có cách nào khác để có thể hoàn thiện cái kiến thức của mình. Cũng như là bây giờ đó là Câm đang học tích phân từng phần, cho nên là bài nào thì cũng từng phần hết. Nhưng mà sau khi học xong hết một cái chương gồm nhiều phương pháp rồi đó thì Câm tự rút ra một cái bài toán rồi nhận định xem cái bài đó là phương pháp gì. Bây giờ chúng ta xét sang bài kế tiếp, bài số 10. Ở bài này thì chúng ta sẽ xét cái nguyên hàm sau đây. 1 chia log neba x trừ 1 chia log neba x bình phương. Cái bài này thì khá đặc biệt hơn là nó có chất liệu logarit, cho nên là chắc chắn là chúng ta sẽ xếp nó vào dạng số 2. Thì đầu tiên thì chúng ta làm như sau. Đây là nguyên hàm của một hiệu số, ta tách thành hiệu của hai nguyên hàm. Vậy nó bằng là nguyên hàm của dx chia log x trừ nguyên hàm của dx chia log x bình phương. Rồi. Thế bây giờ trong hai cái nguyên hàm này thì có lẽ là chúng ta sẽ mang cái nguyên hàm thứ nhất ra làm việc trước vì dẫu gì bậc nó thấp hơn. Để xử lý cái nguyên hàm này thì chúng ta xếp cái bài toán này vào dạng số 2 vì nó có chất liệu logarit. Mà nếu xếp vào dạng số 2 thì Câm sẽ đặt U là gì? Chỉ có một cách đặt thôi. Đó là U bằng 1 chia log x. Đâu có cách nào khác. U bằng 1 chia log x. Thì lấy đạo hàm. Cái này có dạng là 1 chia U. Đạo hàm là trừ U phẩy, tức là trừ 1 chia x. Chia u bình phương tức là log x bình phương.
nhớ nha, 1 chia u đạo hàm trừ u phẩy chia u bình, đạo hàm phải kỹ lưỡng. Còn dv là dx, do đó chọn v là x. Chọn v là x là thích hợp, bởi vì chút xíu nữa vdu thì x này với x này chia nhau mất. Vậy thì áp dụng công thức tích phân từng phần, chúng ta thu được gì? Nguyên hàm dx chia log x bằng u nhân v thì nó ra là x chia log x, trừ cho nguyên hàm vdu thì nó ra dấu cộng vì trừ cho trừ, dx chia log x bình phương. Sao khi viết tới đây Căm có sự liên tưởng gì, có suy nghĩ gì? Hình như là chúng ta đang muốn đi tìm cái nguyên hàm này, rồi sau đó là chúng ta phải đi tìm một cái nguyên hàm nữa là của dx chia log x bình phương, đúng không? Nhưng bây giờ đó thì cái nguyên hàm thứ nhất này nó lại phụ thuộc vào cái nguyên hàm thứ hai mà chúng ta sắp phải tìm. Vậy đâu phải tìm nữa mà chúng ta chỉ cần chuyển vế thôi. Đem chuyển cái nguyên hàm này qua vế trái thì chúng ta có nguyên hàm dx chia log x trừ nguyên hàm dx chia log x bình phương thì sẽ bằng gì? X chia log x. Bởi vì hai cái nguyên hàm được đẩy hết qua bên tay trái rồi, vì vậy kết quả ở đây chúng ta phải cho sai kém hằng số c. Và chuyện gì xảy ra? Bài toán kết thúc. Vì sao vậy? Vì cái nguyên hàm mà người ta yêu cầu mình tính chính là cái hiệu số rồi. À, như vậy lúc đầu đó chúng ta hình dung là chúng ta giải quyết cái nguyên hàm thứ nhất, rồi chúng ta giải quyết nguyên hàm thứ hai rồi lắp vô. Nhưng kết quả ở đây thì quá đẹp là hai nguyên hàm đó nó liên kết với nhau. À, cảm thấy đây là một cái ý tưởng gián tiếp rất hay. Và vì thế kết quả mà chúng ta muốn tìm là y bằng x chia log nam x cộng cho hằng số c. Một cái kết quả rất là thú vị, nghĩa là tính gián tiếp với nhau. Nào, chúng ta xét bài tiếp theo. Trong bài này chúng ta xét nguyên hàm của cos x nhân logarit nê ba của 1 cộng cos x. Bài toán này có chất liệu logarit cho nên chúng ta cũng sẽ xếp nó vào dạng số 2 để vận dụng. Và như vậy chúng ta đặt u là hàm logarit, của 1 cộng cos x, lấy đạo hàm log u thì đạo hàm là u phẩy chia u, đạo hàm của cos x là trừ sin x. Còn dv là cos x dx, chọn nguyên hàm cos x là sin x. Chọn như vậy tốt chưa? Tốt rồi đó, là bởi vì vdu thì nhân sin vào đây thì tử số là sin bình phương, mà sin bình phương mà dưới mẫu là 1 cộng cos thì chia được. Đây, áp dụng công thức từng phần. U nhân V tức là sin x nhân log nê ba của 1 cộng cos x. Trừ cho nguyên hàm VDU, trừ cho trừ là ra cộng. Tử số là sin bình phương, dưới mẫu là 1 chia cos. À, hồi nãy thì có nói rằng là cái sin bình phương này mà chia 1 cộng cos là chia được. Vì sao vậy? Là vì sin bình phương nó là 1 trừ cos bình phương, cho nên chúng ta chia cho 1 cộng cos một cách dễ dàng. Đấy, phân tích cái sin bình phương thành 1 trừ cos bình phương. Và do đó phép chia này cho ta kết quả là gì? 1 trừ cos. Vì nó phân tích ra 1 trừ cos nhân 1 cộng cos thì 1 cộng cos chia đi. Vì vậy cái nguyên hàm này được viết gọn lại là nguyên hàm của 1 trừ cos x. Và bây giờ chúng ta thu được nguyên hàm y cần tìm là sin x nhân logarit nê ba của 1 cộng cos x. Còn cái phần sau này lấy nguyên hàm một cách dễ dàng. Nguyên hàm của 1 là x, nguyên hàm của cos x là sin x, và cuối cùng chúng ta cho cộng hằng số c sai kém. À, các em thân mến, cùng với cái phương pháp đổi biến số, hôm nay chúng ta tìm hiểu một cái phương pháp thứ hai, đó là phương pháp tích phân từng phần. Chúng ta đã tìm hiểu công thức, chúng ta đã tìm hiểu được cái phương pháp vận dụng đó. Kết hợp hai điều này thì các em sẽ giải được gần như tất cả những bài toán trong chương trình. Bài học hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các em.